Hello các bạn, ngày hôm nay chúng ta vlog xem đó là Melody Round. Mà mình có tải về Melody Round này, mình chơi rồi, chơi cũng nhiều lắm, mắm nhiều đó. Thì Melody Round này mình cũng chơi nhiều rồi. Tải có tên này hoài nha. Còn Melody Round này tên khác hơn các bạn ơi. Có tên mẹ rồi là một cái chữ khác ở trên nữa. Đấy, đây là cái đầu xanh lá, có cái nón bảo vệ, đập vô cũng mấy cục gạch. Còn cái này bị đâm đầu các bạn à. Mà cái skin là con táo các bạn à. Con này con melon. Dòng nó có vài cập nhật mới. Ở quê nữa mình lại ghi lưng TV đây. Tại vì mình ghi hơn TV cho các bạn hơn. Mình mới nói là TV. Đây cho hơi cái này nha. Mà mình sẽ cho coi các bạn cập nhật mới luôn. Đây là thấy anh giáo không biết gì rồi đó, bệnh viện. Chờ tí nha. Thôi, giờ mình mới vô nha các bạn. Cái này mình biết làm gì luôn á. Mình tưởng cái này là cái lỗ. Cái này nè, thì ngờ mặc cho con melon được. Đây là cái phao. Đây, cái quần gì đây? Rồi, cái này mình tưởng như cái tivi không các bạn à. Hai người để rồi chặt kiếm. Để mình sẽ hạ một con melon nha. Sau đó mình sẽ đâm mình. Đấy các bạn thấy chưa? Cái này cái TV thì mình chuyện có giấc má các bạn. Từ từ nha các bạn, cho nó nằm xuống. Ở cái này nè, cái để người thấy là nằm luôn các bạn. Các bạn không xanh lá không là cái vớt bị đâm rồi đó. Và kẻ như mình vẽ ra sắp chết đó các bạn. Đấy. Để mà em ngừng luôn. Trước khi mình có review này rồi. Giờ tới cái này. Vẫn lại hình áo nha. Lạ lắm. Đây, các bạn gặp được mới. Đánh tên. Mình sẽ để trên cao nha. Đấy. Nó sẽ hạ dù. Mà các bạn phải cho nó đứng hẳn nha, mới hạ dù được. Cho cái cặp đứng hẳn.
chỗ cặp mới ngắn nha, các bạn nhớ nha. Đấy, hãy vô kìa. Còn nếu như không đứng ngắn thì hỏi hai dù. Khi nào hết gió rồi thì nó sẽ hú lại. Cũng giống như Ngọc Bích Tử nhỉ. Rồi qua đó đó nha các bạn. Hello qua Melo đó nha các bạn. Qua Melo lay rào đó. Đây, Melo lay rào này cũng mới hết chơi đấy. Mình sẽ cho cái cờ rồi quản cập cực mới mà có hai cái à. Để mình sẽ chọn map nha. Map thứ nhất là map chấm, map thứ hai là map cầu hoàng, map thứ ba là map gai. Mình sẽ chọn map nhất cho các bạn để coi. Thôi, map thứ hai đi. Play. Các bạn chọn hết bán chiều, các bạn chọn xong các bạn bấm play nha. Là tết tiếp theo các bạn bấm vô hết cửa nợ hết cái gì rồi các bạn bấm rồi các bạn hãy nếu các bạn muốn nói kết nối thì nhớ chút mà cái này còn hơi hay các bạn. Nếu như các bạn coi bạn hướng dẫn thì có bạn hướng dẫn nha. Nếu như các bạn coi bạn hướng dẫn thì bạn miễn các bạn bấm vô cái nút đèn các bạn, nút xích cho các bạn thấy. Đây là cách trả một con người. Nếu các bạn ở kịp nhau mới mà cái này cái cũ. Đây thì chơi có hai con. Mình biết cách xóa nó. Các bạn bấm vào lời cũng hiểu các bạn nha. Mở cái hiện các bạn cho các bạn vậy nè. Ơ thì như quảng cáo các bạn nha. Để các bạn nhớ lời nó sẽ xuất hiện ở chỗ này. Cái đi vậy hả? Hơi khó xài đấy. Hai cục bơm này là tới mấy mới có các bạn. Hai cái tim chết nè các bạn ơi. Mà đẹp hơn. Nó chìm chết đấy nha. Đây có xe nha. Ủa sao xe tăng quá. Xuống bánh xó mất không rồi. Hello guys. Hello. Wait for me. Những cái này quảng cáo nhiều. Ok. Chị nhỏ cho các bạn nghe tiếng mình nha. Đấy, các bạn nhấn hai lần chiếc xe rồi các bạn nhấn nút bấm nha là chạy. Trời ơi, có xe kìa.
con này nữa. Đây là ngựa da tiếng nha. Còn con này con lầy. Lầy quốc chủ. Đấy, nó mới nhảy nha các bạn. Nó ủi, chỗ nó sẽ ủi và chảy máu luôn. Đây giờ mạnh nên hơi khó giết nó nha. Tờ biên bu đám luôn. Mình sẽ khá nhiều. Ủa mình tóc có hoa mà. Tóc hoa hoa phải không? Không có quảng cáo rồi. Mà sẽ hả 10 con này nha. Với 5 con này. Wow. Bé sẽ còn dưới xuống dưới luôn. Cái này cách nào là cầm kiếm thôi. Nó hạ gục được 3 người. Thì clip này kết thúc rồi. Các bạn hãy clip này các bạn nhấn like, nhấn tiếng chuông để vui vẻ clip mới nha. Bye bye. À, các bạn muốn tải game này các bạn mình sẽ để tên bên dưới các bạn vô cửa hàng và lấy các bạn vô nha. Tạm biệt.